Chào các bạn, hiện nay đang là khoảng gần 1 giờ trưa ngày 3 tháng 1. Anh Phi đang chuẩn bị đóng một đơn cho bạn Việt Anh ở xóm 12, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An. Gồm có một con 2204 và một con 2212. Bạn đặt anh Phi là một con 2204 và một con 2206 mà anh Phi quên đi. Ngày hôm qua anh ở Bến Tre, anh nhìn phí mà anh quên lẫn là con 2206 đã hết hàng rồi. Kho đã báo với anh hết từ trước tới tay rồi mà hôm qua anh vẫn nhắm mắt anh trả lời. Chắc do hôm qua ở Bến Tre lo ăn lo uống không có lo công việc cho nên đó là không có nhớ được. Anh có xin lỗi bạn rồi là nhờ bạn chuyển qua con khác. Thì bạn nói là lấy con 2212 cho bạn cũng được. Và bây giờ thì anh Phi lấy con 2212 cho bạn rồi. Thì con nào cũng vậy thôi các bạn. Trước sau thì anh Phi cũng sẽ phải test cái motor này nha. Motor chạy thì mới gửi đi, còn motor không chạy thì đi đổi motor khác nha. Chứ không có thể nào gửi một cái con không chạy motor. Và ở phía trước mà các bạn đó chính là ba cái phần quà của mini game tết tây á các bạn ha. Do ngày hôm qua anh Phi vẫn còn ở Bến Tre cho nên chưa có gửi quà đi được. Mà cho dù có gửi thì người ta cũng không có nhận, người ta nghỉ bù các bạn. Hôm nay bắt đầu người ta mới nhận hàng nha các bạn nhé. Rồi, trưa nay anh Phi sẽ cố gắng anh Phi làm cho xong. Nhưng mà thật sự đã làm rồi, anh Phi lên đơn hết rồi, thông báo cho các bạn hết rồi là quà Abo sẽ gửi nha. Và các bạn chờ nhận trong một vài ngày tới. Anh Phi không biết một vài ngày này là bao nhiêu ngày. Tại vì hiện nay cái vấn đề gửi hàng á các bạn, anh Phi vẫn muốn nó đi nhanh nhất có thể tới tay khách hàng của mình. Khách ở đây có nghĩa là khách mua hàng hoặc khách quà tặng hay gì đó anh không quan tâm, tất cả đều là khách hàng của anh Phi ha. Nhưng mà cái là khâu gửi hàng nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là đây, anh Phi tiếp nhận và anh Phi lên đơn đóng hàng cho khách, gọi là giai đoạn một là giai đoạn của cửa hàng. Và giai đoạn hai là giai đoạn mà bên shop họ ghé họ lấy. Ê, xin lỗi, không phải shop mà là bên bên gì ta, anh Huy quên mất, bên giao nhận họ ghé họ lấy và đi giao cho các bạn. Cái đó là cái bước thứ hai. Và bước thứ hai này nhanh hay chậm là do bước thứ hai này nha các bạn. Đối với hàng Abo nhanh hay chậm là do bước thứ hai. Giống như đơn hàng của bạn ở Quỳnh Lưu nè, bạn Việt Anh ở Quỳnh Lưu là anh Phi vừa mới kết 5 phút trước và bây giờ anh Phi đã đóng hàng rồi nha. Và bây giờ thì anh Phi xong rồi nè các bạn. Anh Phi chỉ cần cho cái này vào đây ha, và cho cái này vào đây nữa là xong. Và đơn hàng của bạn là xong rồi. Và bây giờ thì anh Phi chỉ cần cho nó vào hộp hàng nha. Cái clip này thì cũng không có gì, chủ yếu là test hàng cho các bạn thấy là hàng nào anh Phi cũng phải test. Cái thứ hai là để điểm tin các phần quà. Thật sự ra có 4 bạn nhận quà lận, nhưng mà chỉ có mới 3 bạn cung cấp được cho anh Phi cái thông tin gửi quà thôi. Còn một bạn còn lại thì anh Phi đoán, một là hôm nay Lubu chưa có xem clip, không biết mình trúng quà. Hai là nhiều khi xem nhưng mà xem không hết clip để biết, chưa biết mình trúng quà. Cho nên anh Phi có công bố 4 cái hình chụp màn hình khi anh Phi bốc thăm trúng quà trên trang cộng đồng. Các bạn vô kiểm tra lại giúp anh Phi coi bạn nào đang trúng mà chưa liên lạc với anh Phi thì liên lạc để anh Phi gửi quà nha các bạn nhé. Đấy, xong nha. Rồi, bây giờ thì anh Phi chỉ cần dán cái này nữa xong. Cái phần quà đó anh Phi sẽ treo lại, anh Phi để lại cửa hàng. Rồi, bạn nào mà trúng quà thì liên lạc sớm với anh Phi để anh Phi gửi quà nhé. Còn cái mini game ngày 3, cái mini game ngày 3 tháng 12 là hôm nay nè, chiều nay anh Phi sẽ làm. Sáng giờ anh Phi lu bu, anh Phi chưa có làm được nha các bạn nhé. Rồi, các bạn sáng nay anh Phi thấy các bạn nhắn tin hỏi anh Phi là có kết quả mini game của ngày 3 chưa. Thì xin lỗi các bạn là chưa nha. Sáng giờ anh Phi lu bu quá, nó còn một đơn hàng của bác sĩ chuẩn bị đóng để gửi về Sóc Trăng nữa kìa ha. Anh Phi xong ba cái đơn này, xong mấy cái đơn này xong, anh Phi sẽ đóng thêm cái đơn gửi về Sóc Trăng nữa. Cho nên là chưa có làm kịp đâu. Trưa nay anh Phi về ăn cơm rồi chiều 4 giờ anh Phi qua anh Phi làm cái mini game kia ha. Rồi xong đây, cục Quỳnh Lưu Nghệ An đã xong. Và ở đây sẽ là ba cục gửi đi. Một là của bạn Mỹ Linh ở thành phố Bạc Liêu, khóm 3, khóm 6, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Còn cục này thì sẽ gửi đi cho bạn Quốc Huy ở xã Quế An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Bạn cho là kế quầy thuốc cho nên là tới đó nhớ nghe điện thoại nha Quốc Huy. Về tới đó mà người ta liên lạc điện thoại mà người ta gọi không được, người ta trả hàng về đó. Rồi tiếp tục cái nữa là của bạn Nguyễn Việt Hà ở khu phố Minh Khai 1, thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ha. Rồi xong. Và bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua đóng cái hộp
bác sĩ này nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn nhé.